Hôm nay mình sẽ làm món khổ qua dồn thịt ghim với nước tương nha các bạn. Món này thì món mới, gợi ý cho các bạn để nấu bữa cơm cho gia đình cho nó thêm phong phú nha. Món này cũng dễ làm mà ngon nữa các bạn. Giờ mình sẽ dùng khổ qua và thịt. Mình mua được khổ qua là khổ qua rừng các bạn. Nó hơi đắng tí nhưng mà nó ngon. Còn thịt mình đã xay xong rồi, mình đã trộn chung với nấm mèo với bột nêm rồi, theo khẩu vị của gia đình mình ha. Mình thích nêm nếm sao cho vừa miệng thì mình cứ trộn nha các bạn. Này, mình sẽ dồn nha các bạn, dồn thịt vô nè. Rồi mình dùng đại thái chấm vậy thôi đó, dùng một cái vậy. Ra để mình chiên cho nó dễ các bạn, để bự cũng được, mình cắt nhỏ nhỏ này cho nó đẹp, là nó mau thấm hơn, khi mình ghim với nước tương nó mau thấm hơn. Cái này là món biến tấu của bên món chay nha các bạn, nhưng mà mình dồn thịt đi cho nó khác khác một chút. Thì cái này mình đã mình đã nhồi xong nè các bạn, được như đó. Bây giờ mình sẽ đi chiên nha các bạn. Rồi mình sẽ bỏ dầu vô đây nha các bạn. Mình chiên lên. Bây giờ cho nó ngập 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 chút. Để dầu nó nóng cái mình bỏ vô mình chiên sơ khổ qua nha. Rồi mình sẽ bỏ cái này vô. Mình bỏ, nhớ là các bạn lật qua hai mặt nha, để mình chiên cho cái thịt nó chín á, khi mà mình ghim á thịt nó không có bị xúc ra ngoài. Món này thì ăn lạ miệng mà ngon lắm các bạn. Bỏ ở đây mình chiên sơ chiên cho nó chín hai mặt luôn nha các bạn. Rồi mình bắt đầu ghim nước mắm, ghim nước tương. Mình coi cho mình đảo qua hai bên mặt. Đảo mặt lại các bạn. Rồi khi mà nó đã vàng đều hai mặt như vậy rồi, mình sẽ gấp ra nha các bạn. Rồi mình lấy ra bớt dầu nha các bạn, rồi mình đặt lên bếp trở lại nha. Đó, rồi mình bỏ hành với tỏi bỏ vô. Cháy cho nó thơm lên. Rồi mình cháy củ hành củ tỏi cho nó thơm lên. Tím mà nó bự nữa. Rồi mình thêm cái nước dừa coco bỏ vô ha. Đó. Rồi mình bỏ thêm cỡ 5 muỗng nước tương, thì theo các bạn ăn mặn lạt thì các bạn bỏ theo khẩu vị của gia đình nha.
Rồi mình bỏ thêm một miếng bột nêm vô nữa nha các bạn. Cả nhiêu bột nêm nè, bỏ vô. Rồi mình sẽ cho hết toàn bộ cái khổ qua nhà thịt này vào nha. Rồi xong rồi mình xách cho nó ngay ngắn lại. Rồi mình ghim nó. Ghim nó với lửa nhỏ nha các bạn, ghim từ từ là nó thấm vô. Thì tùy theo cái khẩu vị gia đình mình mà mình nấu cho nó vừa miệng nha. Ghim với lửa nhỏ từ từ nó sẽ thấm rồi, nó ngon, rất là ngon các bạn. Đó, rồi mình ghim nó. Ghim nó với lửa nhỏ vậy đó. Ghim từ từ là nó sẽ sắc xuống rồi, nó rất là đậm đà, rất là ngon các bạn. Đây là cái nồi cá nục kho khóm của mình nè. Đó là những bữa ăn mà mình chuẩn bị cho trong một tuần ở Mỹ đó các bạn. Đó, mình làm sẵn đồ ăn cái mình gói theo đem vô chỗ làm mình ăn. Tại những cái món Việt Nam của mình thì mình chỉ tự nấu thôi các bạn, còn ở ngoài thì bán đồ ăn Mỹ, cũng có đồ ăn Việt Nam nữa. Nhưng mà những cái món mà mình yêu thích thì mình phải tự nấu ha. Đó, mình ghi mà xong mình chở đều tay ha, chở đều tay luôn cho nó thấm đều hết tất cả. Món này nó ăn nó lạ miệng các bạn, khi mình ngán quá mình không có biết ăn gì á, mình cũng có những cái món này mình ăn. Cái khổ qua này thì nó khi mình nấu chín lên nó cũng đến nỗi đắng, rất là ngon ha. Mình thì mình thích nấu mình bỏ nước dừa vô các bạn, nước dừa coco đây nè. Nước dừa này bên Mỹ là bán rất là nhiều, nên nếu mà các bạn không muốn bỏ cái nước dừa đó vô thì các bạn có thể bỏ đường ha, đem theo khẩu vị của mình. Ăn bá chí bù chét các bạn ơi, bên đây mà có những cái món ăn quê nhà vậy là rất là quý luôn á. Ăn với cơm nóng là hết sảy ha, luộc thêm miếng rau luộc nữa, quá trời ngon, tuyệt vời. Này, nó đang sôi sùng sục. Mình có bỏ thêm miếng nấm rơm nữa các bạn. Đó. Sắp cạn rồi các bạn ơi. Tại ghim thêm một tí nữa nha. Rồi, cái này đã chín rồi, mình sẽ múc ra đĩa nha các bạn. Đây nè các bạn, mình khổ qua dòng thịt ghim nước tương của mình đã xong. Các bạn thấy có hấp dẫn không? Đây, bữa cơm đạm bạc của hai vợ chồng ha. Đó, chúc các bạn thành công với cái món khổ qua dòng thịt ghim nước tương nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video clip của mình. Nếu các bạn thấy yêu thích video clip của mình thì các bạn nhớ đăng ký, like, share, ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.